Kính thưa quý vị, sự ủng hộ của quý vị chính là động lực của chúng tôi để hoàn thiện chương trình tốt hơn mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy niềm vui. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video và để lại bình luận phía bên dưới của video này nhé. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Khẩn, Hà Nội tìm người từng đến 9 nơi này. Quý vị thân mến, Hà Nội thông báo khẩn tìm người từng đến 9 địa điểm là các quán cà phê, quán net. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đến. 1. Công ty T&T số 2A Phạm Sư Mạnh, Văn Châu Trinh, Hoàn Kiếm từ ngày 9 tháng 5 năm 2021. Công ty Sunlet số 96 D6 khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai từ ngày 9 tháng 5 năm 2021. 3. Quán cà phê Aha 59 Lê Thành Nghị, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng khoảng 19 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2021. 4. Quán gà Mạnh Hoạch 171 Lê Thành Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội khoảng 20 giờ ngày 17 tháng 5. 5. Quán Net số 3 ngõ 121 Lê Thành Nghị, Hai Bà Trưng từ ngày 9 đến 22 tháng 5 năm 2021. 6. Quán cà phê số 127 Lê Thành Nghị, Hai Bà Trưng từ ngày 9 đến 22 tháng 5 năm 2021. 7. Highland Coffee số 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng khoảng 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5 năm 2021. 8. Đăng kiểm ô tô Cân Đen Lư, Hoàng Mai sáng ngày 22 tháng 5 năm 2021. 9. Lầu Bò Thanh Hà, Lạc Trung, Hai Bà Trưng khoảng 18 giờ 30 phút đến 20 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2021. Những người đã đến các địa điểm và trong thời gian trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế. Muôn tấm lòng hướng về tâm dịch. Quý vị thân mến, với tinh thần tương thân, tương ái và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, bên cạnh sự nỗ lực của chính phủ, chính quyền địa phương, các ngành chức năng còn có rất nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân góp công, góp sức để chia lửa với các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ tuyến đầu chống dịch cũng như đã hỗ trợ hàng nghìn bà con đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Lời kêu gọi từ tâm dịch có mặt tại ổ dịch Tân Phong, xã Sipafin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Chị Trảo Mằn On, phóng viên Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh, Truyền hình Nậm Pồ cảm nhận rõ những khó khăn mà chính quyền địa phương, lực lượng y tế và bà con nơi đây đã gặp phải khi dịch ập về. Sáng ngày 19 tháng 5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận 7 ca dương tính với dịch, trong đó có 4 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại xã Sipafin đang thực hiện cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Hiện số lượng người cách ly tập trung tại Sipafin lên đến 1.000 người, trong đó có rất nhiều người già và trẻ em. Chị Trào Mắn On cho biết, giữa tâm dịch căng thẳng, số lượng người cách ly y tế ở các khu cách ly tập trung ngày càng tăng cao, dẫn đến việc thiếu đồ dùng cá nhân, lương thực thực phẩm, vật tư y tế. Bản thân chị On đã dùng Facebook cá nhân để kêu gọi sự hỗ trợ và nhận được sự ủng hộ của nhiều mạnh thường quân và các nhà hảo tâm trên cả nước. 15 chiếc tủ lạnh, 2 ngăn để cất giữ thực phẩm, 1,5 tấn củ quả tươi, 110 máy đo nhiệt độ cầm tay, 1.000 khẩu trang y tế N95, 100 bộ quần áo kháng khuẩn, 40 kiện sữa, mì tôm, 15 thùng lương khô, 25.000 khẩu trang 4 lớp kháng khuẩn, 5 quạt cây, 10 chiếc loa cầm tay pin sạc cho các điểm cách ly là những nhu yếu phẩm mà chị On quyên góp được từ lời kêu gọi của mình. Chị On chia sẻ, vừa phải tác nghiệp tại tâm dịch, vừa kêu gọi, tiếp nhận và chia sẻ nhu yếu phẩm rất mệt. Nhưng tôi vô cùng xúc động về tình cảm nhân dân, cả nước dành cho người dân, lực lượng chống dịch ở nơi biên giới. Những ngày tới sẽ rất cần nhiều đồ vì lượng những người tại khu cách ly, lực lượng làm việc ở đây chưa xác định được ngày trở về. Tại Bắc Giang, từ chia sẻ của một bác sĩ đang chống dịch bệnh tại bệnh viện giã chiến về việc bệnh viện thiếu đồ bảo hộ và khẩu trang, quản trị admin nhóm Facebook review các trường mầm non và tiểu học địa bàn Hà Nội với hơn 56.000 thành viên đã đăng trên các nhóm kêu gọi. Bác rằng trong những ngày hè nóng nực, các y bác sĩ đang giam mình trong bộ đồ bảo hộ như lò lửa để chiến đấu không kể ngày đêm với dịch bệnh. Quần áo ướt sũng mồ hôi cũng không dám thay, nóng ngộp mấy cũng kiên cường chịu đựng, muốn đi vệ sinh cũng cố nhịn. Mệt quá cũng mặc nguyên bộ đồ bảo hộ mà nằm, vi kính có thể khử khuẩn dùng lại, khẩu trang y tế cũng có thể tự thay mới. Chỉ có quần áo bảo hộ cởi ra là phải bỏ luôn để đảm bảo an toàn, mà tiêu chuẩn chỉ một bộ một ca, tự mua cũng rất tốn kém so với mức trợ cấp chống dịch. Đã có những ngày nóng quá, chị em bị sốc nhiệt, mấy người ngất xỉu vì giữ một bộ đồ bảo hộ không có một phút nghỉ ngơi. Để cùng Bắc Giang chống lại dịch bệnh, chỉ với 28.000 đồng một bộ đồ bảo hộ, chúng ta đã có thể ủng hộ 5 phút nghỉ ngơi tới các y bác sĩ cùng lực lượng chống dịch, vì Bắc Giang cũng chính là gia đình của chúng ta. Và chỉ sau 2 ngày kêu gọi, số lượng ủng hộ các thành viên trong nhóm, trong đó có cả những giáo viên mầm non đang gặp khó khăn do phải nghỉ làm. 1.670 bộ đồ bảo hộ y tế, 12.500 khẩu trang, hơn 600 suất bánh sữa và một số đồ dùng khác theo nhu cầu từng điểm đã đến với Bắc Giang.
Chị Đặng Diệu Linh, một trong những cá nhân đứng lên kêu gọi quyên góp ủng hộ Bắc Giang chống dịch cho biết, nhóm của chị đều là những người quê ở Bắc Giang đang sinh sống tại Hà Nội. Trước sự phức tạp của dịch bệnh tại quê nhà, những người con của Bắc Giang chung tay lại, người gom đồ, người bán nông sản, người hỗ trợ vận chuyển, tất cả các nhóm lớp, hội đồng hương, đồng niên đều huy động tối đa, liên kết với nhau để hỗ trợ và phân phối hợp lý về cho từng điểm cách ly tại quê nhà. Chuyến đi thì chuyển đồ cứu trợ, chuyển về thì chở nông sản giải cứu nông dân, chị Linh cho biết. Bên cạnh việc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho khu cách ly, nhóm của chị Linh hiện cũng đã bắt đầu chiến dịch hỗ trợ giường, quạt cho các điểm điều trị. Trong nhóm đồng hành cùng các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh với gần 10.000 thành viên, khi admin thông báo kêu gọi ủng hộ lực lượng bác sĩ chống dịch tại Hà Nam, Bắc Giang, ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của đông đảo các thành viên với gần 200 triệu đồng được quyên góp chỉ sau vài ngày. Chị Cao Thị Hoàn, một trong những admin của nhóm cho biết, với tinh thần tương thân tương ái, sự chung sức của các phụ huynh, học sinh, nhóm đã chuyển đến Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang 500 bộ đồ bảo hộ, 5.000 khẩu trang y tế, cùng với 500 khẩu trang vải và hàng nghìn mũ chống giọt bắn. Nhóm cũng chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam và Bệnh viện Ca, mỗi nơi 500 bộ đồ bảo hộ, 200 khẩu trang N95, 1.000 khẩu trang y tế. Chị Hoàn cho biết, việc hỗ trợ các bệnh nhân sẽ tiếp tục được triển khai trong những ngày tới. Tình người trong dịch. Xã biên giới Sipafin vốn đã khó khăn, nay có thêm nhiều gian nan bởi dịch bệnh. Khó khăn trăm bề nhưng sự quan tâm chia sẻ, động viên, hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần từ nhân dân đã tạo nên sức mạnh đồng lòng chống dịch ở nơi đây. Chị Trảo Mẫn On chia sẻ, tại Sipafin, nhiều người phải đi cách ly nên cảnh vườn không nhà trống đang khá phổ biến trong khu dân cư nơi ổ dịch. Người may mắn không phải đi cách ly đỡ sốt sắng vì dịch bệnh nhưng cũng tất bật chăm lo nhà cửa, vật nuôi của hàng xóm, họ hàng đang thực hiện cách ly. Chị em phụ nữ bản Nà Sự Hai, xã Trà Nưa, thay vì nóng lòng ngóng tin, đã gửi hết tâm tư tình cảm của hậu phương bằng những chiếc bánh chưng gửi đến khu cách ly. Cùng với sự hỗ trợ vật chất của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, với tinh thần có ít đồng ít, không có của thì góp công, nhân dân khắp các xã, bản trong huyện Nậm Pồ đang hướng về Sipafin với tâm thế đồng lòng chống dịch. Anh Ngô Quốc Anh, trưởng một nhóm thiện nguyện tại Điện Biên khi đi quyên góp ủng hộ chống dịch đã chia sẻ, người dân vùng cao họ thấy đấy, lá rách đùm lá nát, chuẩn con cháu cụ Hồ. Tương thân tương ái hỗ trợ khu vực cách ly, ai còn gì thì cho đấy, cứ nhúng nhúng một vài cành củi một mà sao cảm thấy ấm áp đến khó tả. Trong khi ở nhà họ chắc con cái vẫn ăn cơm với muối, tuyệt vời đồng bào ơi. Bản thân anh Quốc Anh cũng đã mang đấu giá một tác phẩm bonsai anh ưng ý nhất để lấy tiền phòng dịch. Ai ủng hộ gì tôi nhận hết, 5.000, 10.000 đồng cũng được, quả trứng con gà cũng được, bà con nhân dân và các cháu nhỏ đang cần rất nhiều thứ, tâm giờ thì ít cũng quý mà bao nhiêu cũng không thừa, anh Quốc Anh chia sẻ. Bé 18 tháng tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh dương tính với dịch bệnh. Quý vị thân mến, bệnh nhi là cháu ngoại của bà chủ quán bánh canh ở hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), bệnh nhi này đã được xét nghiệm dịch bệnh lần 2 sau khi có biểu hiện sốt nhẹ. Bé thuộc diện F1 do từng tiếp xúc với bà ngoại vào các ngày 15 tháng 5 và 18 tháng 5. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bình cho biết, bé ở cùng với gia đình tại quận Tân Bình. Bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Như vậy, 4 người cùng gia đình trú tại hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 đã có kết quả dương tính với dịch. Ngày đầu tiên được phát hiện nhiễm dịch trong chùm ca bệnh này là bà DTT, 58 tuổi, khi đến khám tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Sau đó, hai người con gái sống cùng nhà cũng có kết quả tương tự. Các bệnh nhân này nhiễm biến chủng ở Anh. Đây là biến chủng đang gây ra ổ dịch tại Đà Nẵng, Hà Nam. Trong đợt bùng phát dịch ngày 27 tháng 4 đến nay, theo công bố của Bộ Y tế, thành phố Hồ Chí Minh có 6 bệnh nhân mắc dịch. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận ngày 29 tháng 4 là bệnh nhân quê Hà Nam, F1 của ca dương tính sau khi kết thúc cách ly tập trung. Sau 20 ngày, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 2 chuỗi lây nhiễm. Ngoài chùm ca bệnh trong gia đình bán bánh canh, hai đồng nghiệp làm việc ở công ty ở quận 3 cùng 5 bệnh nhân trú tại thành phố Thủ Đức và người phụ nữ ở quận 7 cũng được xác định mắc dịch bệnh. Họ cùng nhiễm biến chủng ở Ấn Độ, cơ quan chức năng nhận định bệnh nhân ở quận 7 là nguồn lây. Người này từng đến Hải Phòng.